trân trọng kính mời các tín hữu tham dự Đại hội Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh, hành hương về nguồn, gương hùng sử tử đạo Việt Nam, chứng nhân Kitô qua sức mạnh Thánh Thần, được tổ chức vào ngày 23, 24 và 25 tháng 11 năm 2012 tại Mary Hope of Christian Center, 6400 East Chelsea, Tampa, Florida 33610. Để tiện cho việc chuẩn bị và sắp xếp, xin ghi danh trước ngày 18 tháng 11 năm 2012. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Vũ Mộng Thu 813-732-6446 hay cô Trương Nga 813-766-6466.